và quyết liệt triển khai thực hiện nghị quyết với quyết tâm cao, năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Thưa quý vị, đó là chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, thường trực Ban Bí thư tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Hội nghị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức trong hai ngày 21 và 22 tháng 7. Do hội nghị tại hội trường tỉnh ủy Long An có ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị ngay sau hội nghị, các cấp ủy tổ chức đảng phải nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, thấm nhuận sâu sắc nội dung nghị quyết của Hội nghị Trung ương năm, nhất là những quan điểm, mục tiêu, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi trong các nghị quyết, trong đó đồng chí nhấn mạnh đến hai nghị quyết quan trọng là tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế chính sách nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao và tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới hai nghị quyết được xây dựng với tinh thần tiến công rất cao có nhiều điểm mới như bãi bỏ quy định về khung giá đất xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường khắc phục tình trạng hai giá trong thời gian vừa qua trong xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên phải thực chất, trung thực, phản ánh đúng hiện thực khách quan. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng phải tăng cường tuyên truyền, quán triệt nghị quyết dưới nhiều hình thức, nhất là các cơ quan thông tấn báo chí phải dành thời lượng thích đáng tuyên truyền, giới thiệu các mô hình điển hình hay, tiêu biểu, sáng tạo trong thực hiện nghị quyết. Đồng thời cũng đặc biệt yêu cầu các bộ ngành liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết các cấp ủy tổ chức đảng phải quyết liệt đổi mới trong triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực hiệu quả góp phần đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra